tất cả các anh chị và các bạn đã đến với channel của Phương Nga. Hiện tại thì Nga đang ở một cái vùng ngoại ô ở bang Virginia. Và hôm nay Nga đi retreat cùng với các anh chị và các bạn của Nga. Và giờ Nga sẽ review cái hình ảnh cái khu vực này cho mọi người xem nhé. Sau mà khoảng tầm khoảng 5 tiếng chạy xe từ khu vực của Nga ở là ở Alexandria, Virginia để mà đến đây. Thì bây giờ mình đang đi vô và chung quanh cái khu vực này trước mặt á, là một cái hồ và kế bên nhà thì có cái garage rồi có nhà. Rồi mình sẽ đi từ từ xuống cho mọi người xem. Cảnh nơi đây nó rất là yên tĩnh và thanh bình. Đây có trong đây có hai căn, một căn là phía bên đây màu đỏ và một căn mà mình sẽ ở là nơi đây. Thì các anh chị của mình đã thuê cái căn này và nguyên một group của tụi mình sẽ ở đây tầm khoảng 3 ngày. Còn giá cả thuê thì Nga không biết là bao nhiêu, nhưng Nga nghĩ nó cũng phải là cũng tầm khoảng 1.500-2.000 gì đó. Khoảng 2.000. Đây. Rồi, đây là garage của ngôi nhà. Và bây giờ Nga đang tiến vô nhà. Cho là khóa số để đi vô nhà. Có một cái camera ở đó. Đây là phòng khách. Và trên đây là một cái phòng. Phòng sảnh lớn. Thấy em nói không? Airbnb mà. Đây. Họ Nga nghĩ là đối với căn nhà này họ kinh doanh theo Airbnb nên mọi cái thiết kế giống như mình nghĩ là vào và cũng có hệ thống cửa ra vào bằng số. Rồi. Đây là phòng khách là sưởi. Có một cái sofa ở đây. Đây một hệ thống sofa để mà sinh hoạt chung. Kế bên là một cái nhà bếp. Đây nhà bếp. Đây là phòng ăn. Ở ngoài ngoài. Ở
Ở phía ngoài đây là cái phòng mà mọi người có thể là uống cà phê, sinh hoạt tại ngoài đây. Đây, và có thể là dùng barbecue. Đây là một cái lò barbecue đây. Đây, đó. Và trước mặt của Nga là đối với cái ngôi nhà này, nó có một cái view nhìn ra hồ. Và ở đây có đường đi xuống mà mình có thể câu cá được ở tại đây. Đây có một cái sảnh, cái chỗ để câu cá. Và có luôn cái thuyền kayak nữa các anh chị và các bạn nhìn thấy. Thì có thể là ngày mai thì mọi người sẽ có anh chị mang cái đồ câu đến đây mà mình sẽ chơi câu cá tại nơi đây. Và bây giờ thì Nga sẽ đi lên phía trên. Và Nga nghĩ đối với căn nhà này thì người chủ họ kinh doanh theo hình thức Airbnb, tại vì đối với hình thức này ở Mỹ rất là thịnh hành. Cái gì mà mình quan sát cái căn nhà này, mình thấy là đối với chỗ mà Nga đang đứng ngay đây nè, đó là một cái sảnh ở phía ngoài của căn nhà. Thì nơi đây có thể là mọi người có thể tập hợp để mà sinh hoạt với nhau, rồi chơi nướng barbecue. Và đằng sau lưng mình là một cái khu vực hồ nước. Đây. Yeah. Đó. Thì ở trên đây nó có một cái hệ thống quạt và đèn. Tối thì mọi người ngồi đây sẽ là uống cà phê, sinh hoạt và nói chuyện với nhau. Thì đây cái view cũng tương đối là lý tưởng. Và bây giờ Nga sẽ đi tiến lên phía trên lầu. Và đặc biệt đối với ngôi nhà này, họ ngoài cái cầu thang bình thường thì họ cũng có thể đi lên bằng thang bộ. Và họ có cả cái basement để đi xuống phía dưới để đi ra cái chỗ mà câu cá. Đây, họ có cả thang máy luôn để đi lên. Và trong đây là một phòng ngủ. Đây, một phòng ngủ. Để nghe coi cái phòng ngủ này người ta sẽ có trang bị gì. Hiện tại bây giờ thì mình đang ở trong một cái phòng ngủ thứ nhất ha. Và nó gồm có cái quạt và cái phòng để đồ. Đây là cái giường. Các anh chị thấy không? Có kính, có tủ để đồ. Rồi trong đây có giường. Ngoài ra đây là một cái tủ để đựng đồ của họ. Wow. Và căn nhà này mình sẽ sử dụng trong vòng 3 ngày. Restroom. Phòng tắm.
chị thấy này, từ cái bồn tắm này nhìn ra cái view ở đây, đằng sau mặt nghe là cái hai cái chỗ mà nơi mình có thể rửa mặt, súc miệng rửa mặt. Ở ngoài ra thì ngay chỗ này nó cũng còn có được một cái, nó là một cái phòng tắm đứng đây ha. Restroom trong đây có điện thoại. Phòng này chỉ tiện một cái là tách ra là cái phòng restroom riêng. Rồi bây giờ mình vô con phòng master. Có chỗ để mà chỉnh sửa cái air condition, một cái ghế sofa, rồi tivi, lò sưởi. Ngoài ra còn có cái telephone. Đây, cái telephone của chỗ này ha. Telephone này là nó cũng cổ lắm đấy, cũng tương đối. Rồi đây mình sẽ mở coi, đây cũng có nhìn thấy view nè, nhìn thấy view xuống không? Nhà này đâu đâu cũng có view hết. Đây lò sưởi. View. Đây là một cái lock gì đó mình cũng không biết. Chủ nhà họ lock lại. Đây. Phòng này có thể là ngủ được hai người hoặc là một gia đình. Nãy giờ mình trên lầu này đã có một phòng, hai phòng, ba phòng, bốn phòng. Và đây là phòng thứ năm. Phòng thứ năm này thì ngay chỗ này cũng có chỗ để mà laundry. Có nghe phòng này là phòng giặt đồ ha. Có máy giặt. Đây. Rồi người ta cũng để cho mình luôn cả giấy thơm để giặt, xà bông giặt đồ, móc để phơi đồ, rồi cái máy sấy, rồi cái chỗ mà mình có thể mình rửa tay, cũng có được một cái đôi dép ở dưới. Đây là phòng ngủ của baby. Đó, có một giường, giường đôi, và đây một giường, đây cũng có phòng tắm, restroom chung phía trong, và có một cái tủ nhỏ nhỏ, mình không biết là tủ gì, mình cũng chưa có, không biết có mở ra được không. À, ở đường ống, tủ này thông. Và có những cái hộp để đựng, giống như hộp thư vậy của từng đứa, nhưng mà như nhỏ. Rồi, đây là lên tầng nữa. Wow, ở trên đây. Hello các anh chị và các bạn, hiện giờ Nga đang lên đây. Xin chào các anh chị và các bạn. Hiện tại thì Nga đang ở trên tầng cao của nơi đây. Họ làm thành một cái sảnh giống như là nơi mà sinh hoạt tập thể.
Các anh chị và các bạn thấy đây là có một cái chỗ để mà chúng ta có thể là sinh hoạt, ca hát hoặc là đi theo nhóm. Và tối nay nhóm Nga ở đây là ở retreat, nên Nga nghĩ chắc có thể các anh chị và các bạn đó sẽ sử dụng trên đây để mà tập hợp, nói chuyện và sinh hoạt với nhau. Rồi dưới đây của Nga, ngay chỗ này lại có thêm một cái chỗ để mà mình ngủ đây. Đó, đây những cái nơi mà trò chơi của trẻ em cũng có thể ngồi đây chơi. Ngay chỗ này cũng có một giường ngủ, và nhiều khi nó cũng có thể nó nằm ở dưới đây nó ngủ cũng được. Có projector, có game, có sofa tại đây. Đây là một cái những cái máy mà có thể là sinh hoạt để nghe coi. Ở đây người ta là TV instruction button. À, đây là một cái tờ hướng dẫn để mà sử dụng cái hệ thống này. Nghe thấy nó có ổ đĩa này là ổ đĩa để xem DVD, CD. Rồi kế bên là một cái cục này ha, cái cục này giống như của mình cũng mua ở nhà, đó nghĩa là cục này để dùng để coi những cái đài. This is sport. Một cái game. Rồi nghe coi trong tủ này gồm có gì, Nga nghĩ là nó cũng là một cái hệ thống. Thấy chưa? Đây, có rất nhiều game, mới chơi game để cho các trẻ em chơi. Hiện tại thì bây giờ Nga đang di chuyển xuống tầng trệt để lấy hành lý đi lên. Mình đang trong thang máy. Chị có đem đồ gì lên nữa không? Chị Uyên có đem đồ gì của chị chưa? Biết em thấy đồ rồi. Chị lên không? Rồi vô luôn. Đóng cửa là gì? Không, nó lên on luôn. Giống thời đồ cổ, đời cũ á. Yeah. À, chị ca, vào bên đây. Nhà cái thằng là thoải mái. Em mở ra. Cái phòng của mình là không có thoát qua thoát lại được. Còn cái phòng ở dưới tầng dưới phòng nên đâu á là hai lối thoát. Chủ nhà họ có để một cái bảng welcome Thái Trùng với lại và các bạn. Họ muốn chào đón mọi người. Và ở dưới đây là một cái bảng mà danh sách giống như là giới thiệu về tiểu sử của căn nhà này. Rồi họ ghi đầy đủ là địa chỉ, số điện thoại, rồi bao nhiêu phòng, rồi mỗi phòng có cái vật dụng gì trong đây. Và ngoài ra thì ở đây nó cũng có một cái menu, giống như là thí dụ như mình muốn ăn uống, nếu như mình không có làm thì mình có thể order từ nơi đây. Và khi mà vô mình gặp cái bảng này, mình cũng có ngồi xem qua về cái bảng hướng dẫn của căn nhà này. Họ hướng dẫn chi tiết là sử dụng như thế nào, ra làm sao.